xong, mình cũng hết giờ làm việc rồi. Bây giờ hiện tại đang là 8 giờ hơn. Hôm nay thì mình chuẩn bị làm một cái video đi cắt tóc ở một tiệm tóc khá là có tiếng ngoài Hà Nội này. Tiện thì ở đây mình đang có bộ tóc maximum dài. Hôm nay mình sẽ đi cắt tóc ở đây và trải nghiệm thử dịch vụ ở đây nhá, cho mọi người xem. Ok, let's go, đi thôi nào. Đông lúc anh em mình vẫn còn chưa ăn tối nữa, khá đói. Giờ mà ăn thì lâu thì nhớ định mất. Để ăn đã, ăn tối. Đây là một quán mì xào rất là nổi tiếng ở ngay khán đài B của sân vận động Hàng Đẫy. Đấy, rất là đông. Mặc dù hôm nay không có đá bóng. Đấy, ăn chỉ bắt mì chỉ khoảng 5-7 phút thôi. Phải đến ngay cắt tóc ngay rồi. Đây anh em phải bấm chuông nhé. 36 hàng cháo. Chúng ta mở cửa ở đây là từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Đây có một anh giật tay ra mở cửa cho anh em đây. Đúng ạ. Bán để xe đấy rồi. Anh đưa mình chìa khóa nhé. Anh đưa cho anh mình chìa khóa là được. Cảm giác đi vào nó đã có một sự gì đấy nó bí ẩn. Dạ. Đây là anh Lễ Tân. Anh em có thể tham quan không gian ở đây. Là tranh tường. Đây là những mẫu quần áo ở bên Hao Ba Bát thiết kế. Mày tối có đông không anh? Tối hôm nay kín hết lịch chưa ạ? Vâng. Còn một chỗ trống này. Đây sẽ là... À. Em chào anh. Em chào anh. Em mời anh chưa? Vâng. Có một mình em cắt thôi. À, cả hai người lên được ạ. Ok ạ. Cả hai lên được. Đây là ba bữa tùng. Anh em hình như là phải bước lên 4-5 tầng rồi thì phải. Để câu ở đây đi. Khỏi cái bàn. À ngồi đây. Ngồi đây đúng không ạ? Ngồi đây cho sướng. Anh có muốn dùng đồ uống gì không? Ở đây là đồ uống đi kèm dịch vụ cắt tóc. Thì nó chọn ở đây là rượu, bia, Heineken. Đây là menu đồ uống, nghĩa là bao gồm trong dịch vụ cắt tóc của anh rồi. À thế ạ. Ở đây là những cái gì anh nhỉ? Như là cái ví, là tất, vớ. Vâng.
toàn tiếng Anh nên là mình cũng không hiểu. Dập tay bút. Cái này là sản phẩm đúng không anh? Cả về sản phẩm bên đây. Sáp, pomade, dầu gội. Đây là khi mình đăng ký dịch vụ cắt tóc thì sẽ được một đồ uống đi kèm bên trong dịch vụ luôn. Đồ mình vào order một ly whisky với đá. Em nhờ chút đây. Dạ. Uống whisky và đại lại uống đi say lại không về. Nhâm nhi cái này xong là kiểu mình được buông thả hơn đúng không anh? Vô bố cắt được. Đây, đây là anh barber. Nhìn rất là đẹp trai. Ok, bây giờ cắt luôn chưa? Anh bắt đầu luôn chứ. Vâng, cái này vừa... Vâng, anh nhờ cắt được rồi. Được, ok. Sửa tóc lên trước nhá. Nhất trí anh. Để cho mũi này nhá. Mũ đây em đưa cho thanh niên này luôn. Anh ngồi để em cho anh nhé. Giờ này định lui tóc dài để buộc chứ, nhưng mà càng lui là càng thấy nó ra mụn nên này thì trông nó không hợp với mặt mình đấy. Anh muốn mồ hôi dầu trên đầu không? Mồ hôi dầu thì cũng bị nhưng mà nó không bị nhiều, có cái ở mặt thì nó lại bị này. Mình phục vụ khách hàng nhiều, hôm nay mình mới được thợ phục vụ lại mình ở cái không gian như thế này. Thì hôm nay anh muốn hoa đẹp là kiểu gì? Hôm nay với khuôn mặt của anh thì em muốn hoa đẹp kiểu gì? Em xem là anh đã chuẩn bị hợp với kiểu gì. Mặt anh thì hơi to. Không to lắm. Không to lắm. Không to lắm. Bình thường anh biết anh vút thằng sản phẩm thường xuyên đúng không? Đúng rồi, anh cũng hay sử dụng sản phẩm này. Từ là anh hay vút được đâu, anh vút rất sản phẩm. Ừ, nó ngắn như thế này thì anh vẫn vuốt được form, nó kiểu nó hơi chéo một tí đúng không? Kiểu sai pass thôi, chứ còn cũng lắm không muốn chải kiểu nó hết từ đằng sau thôi, nhưng mà nó hay bị tách cái này. Cái sai của anh đúng không? Quá.
mất form. Barber Tùng nhá.